vô dứt luôn một công đất lúa, thể hiện lối đi. Đi này chắc tầm mét, này từ bên đó xuống dưới đó gần 32 mét á, ở đó cũng 32 mét. Mặt tiền này thì được 29 mét, nhưng đất vuông nhất đẹp lắm. Ở ngoài kia là sông Ông Tổng, sông Ông Tổng thì dọc dọc bên đây là sông Trị Yên, kiều Tí Ba Thương Lượng, ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đi thẳng ra tới đường Phước Toàn ở chừng 200 mét tới đường Phước Toàn. Khu vực này cho lên thổ cư luôn đó bà con. Bà con nào cần mua alo cho Thanh Còi nha. Số điện thoại là 078 666 8368.